Chào tất cả mọi người nha, lại là Trọng Thơ. Hiện tại Trọng Thơ lại có mặt tại giai đoạn 2. Và cũng như thường lệ, hôm nay Trọng Thơ sẽ chia sẻ và cập nhật tình hình tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng tại BKMX Trơn Thành, Bình Phước. Và ngay sau lưng của Trọng Thơ đây, những trục đường đang được BKMX đồng loạt triển khai làm cơ sở hạ tầng ạ. Và hiện tại thì đồng loạt mo vỉa hè, đổ đá mịn và chuẩn bị lên nhựa trong thời gian sắp tới. Ngay vị trí của Trọng Thơ đang đứng là trên trục đường 25m, trục đường D3. Chạy thẳng hướng này chúng ta sẽ ra chợ Minh Thành, và chạy cuối đường chúng ta sẽ gặp cụm trường mầm non cấp 1, cấp 2 và sân vận động Minh Thành. Ngay khu vực này thì chợ Minh Thành đã hiện hữu từ mùng 1 tháng 8 vừa qua, và chợ truyền thống thì hiện hữu hơn 10 năm nay, rất là đông đúc rồi ạ. Mặt tiền đường quốc lộ 14 thì hiện tại cách vị trí Trọng Thơ đang đứng chỉ 150m, và nhiều nhà dân đang được xây lên những cái mẫu nhà kiểu mái Thái và thiết kế theo kiểu châu Âu, rất là đẹp nha cả nhà. Và hiện tại thì mặt đường quốc lộ 14 đang được mở rộng, và chạy rẽ phải chúng ta về Đồng Xoài, và rẽ trái chúng ta sẽ đi ngược lại về Bình Dương. Và khu vực này thì tại dự án BKMX đã đồng loạt triển khai đổ đường, răng điện khắp dự án, và cuối năm nay thì chính thức Trơn Thành lên thị xã. Và tất cả những trục đường này thì được BKMX đồng loạt triển khai đổ nhựa hết trong từ đây đến cuối năm nay để chính thức lên thị xã Trơn Thành. Và đây là cùng một trong những yếu tố để bất động sản tăng giá trong cuối năm nay, và thời điểm này là thời điểm chứng về bất động sản, cho nên chúng ta đầu tư ngay thời điểm này chúng ta sẽ mua được giá trị thật của bất động sản và mua được những vị trí đẹp tại BKMX Trơn Thành. Và như cả nhà thấy đây, khu vực này mới có 7 đến 10 triệu trên mét vuông thôi, thì đây là một cơ hội quá tốt để chúng ta đầu tư. Đang là vùng trúng về giá, chúng ta có thể so sánh với các thị xã lân cận như thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, và kế bên đây thôi là huyện Bảo Bàng thôi, thì giá hiện tại đã là 20 đến 30 triệu trên mét vuông rồi. Và ngay vị trí Trọng Thơ đang đứng đây, cơ sở hạ tầng được chủ đầu tư uy tín và chất lượng làm cơ sở hạ tầng rất là chuẩn chỉnh theo thiết kế của Singapore, mà giá hiện tại mới 8 triệu trên mét vuông. Thì hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một trong những vị trí đẹp tại tái định cư BKMX Trơn Thành. Và hãy nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video tiếp theo nha.